Để mà nói cây thuốc chữa viêm xoang tốt nhất phải nói đến cây chè xoái, kể cả bạn có bị xoang nặng, xoang nhẹ, uống cây này là khỏi, uống duy trì mỗi ngày 20 đến 25 gram là khỏi. Vị cũng rất dễ uống, vị giống vị của trà. Và cây này nó mang tính chất hoạt huyết, bổ cho gan, mát cho thận, tiêu viêm, kháng viêm rất tốt, ngoài ra còn hỗ trợ ung thư tủy xương, ung thư tuyến giáp. Ngoài ra người dân tộc còn sử dụng cây này để chữa tai biến kết hợp với cây hoàng lực hoặc cây thải bi, còn hỗ trợ chữa về bệnh gút rất hiệu quả. Vậy nên là bây giờ cây này đang rất là khan hiếm, ai mà có mà đi thu mua thì chặt lấy cây và để rễ để cho mọc lên, sau này mình lại khai thác tiếp. Mọi người hãy áp dụng theo cái công thức mình đã làm và rất khá nhiều người đã khỏi. Đấy, chúc các bạn thành công.